Sống xa nhà là cảm giác như thế nào? Mình trước là có những ngày tăng ca mệt mỏi, 9 giờ 10 giờ mới về đến nhà, nhưng sẽ không có ai bật đèn chờ bạn về. Mở cửa vẫn chỉ là căn phòng trọ đơn sơ trống trải, không có người để phần cơm, cũng không có người nói câu mừng về nhà. Là sẽ có những lúc mệt mỏi nằm ngủ từ trưa, đến khi mở mắt thức dậy thì trời đã nhá nhem tối rồi, không có người gọi dậy, cũng không có ai bên cạnh. Nhìn vào màn hình điện thoại, không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, có chăng cũng chỉ là thông báo nhắc nhở bảo quản tiền phải lo nghĩ. Là đôi lúc cảm thấy tủi thân, thấy nhớ nhà, nhưng khi nghe giọng cha mẹ qua điện thoại vẫn phải giả vờ mọi việc đều ổn, là giấu đi những khó khăn và bảo rằng mọi thứ tốt đẹp, chỉ để cha mẹ không lo lắng, để cho cha mẹ được yên lòng. Xa nhà là sự tủi thân, là sự cố gắng gồng gánh những áp lực, đôi lúc chỉ muốn khóc thật lớn, muốn ngay lập tức đặt vé xe và trở về nhà, trở về với gia đình để được vỗ về an ủi. Nhưng vì lo nghĩ tương lai, lại dặn lòng phải gác lại mọi thứ sang một bên, lau đi giọt nước mắt và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Công sức, mồ hôi, sự cố gắng của chúng ta là để đạt đến hạnh phúc, niềm vui cho sau này và luôn là đáng giá. Chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực nhé. Xin chào các bạn, mình là Cá Lóc.